quạt là những thiết bị có thể giúp xoa dịu cái nóng gay gắt những ngày vừa qua khi chúng ta ngồi trong nhà. Thì những vật dụng như là khẩu trang, váy chống nắng, áo chống nắng hay là găng tay là những vật dụng không thể thiếu đối với người dân khi ra đường vào khung giờ từ 8 giờ sáng cho đến 16 giờ. Bởi vì đây là khung giờ mà chúng ta phải đối diện với chỉ số tia UV luôn nằm ở mức cực đại từ 12 cho đến 13 và nhiệt độ thì từ 37 cho đến 39 độ C. Chính vì vậy mà ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày vừa qua, những mặt hàng đồ chống nắng như thế này đã cực kỳ hút hàng. Nắng nóng tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiệt độ trung bình luôn vượt ngưỡng 37 đến 39 độ C và chỉ số tia cực tím ở mức cực đại từ 12 đến 13. Hiện tượng này cực kỳ nguy hiểm cho da khi đi ra đường. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các cửa hàng kinh doanh đồ chống nắng hốt bạc vì hút khách mua hàng. Một chủ cửa hàng có nhiều năm bán đồ chống nắng trên đường Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu của người dân, đặc biệt là phái nữ về váy áo chống nắng tăng mạnh trong thời gian qua. Mỗi ngày cửa hàng bán trung bình từ 20 đến 30 bộ. Dùng hai từ là kinh khủng. Tuy nhiên là nó vượt mức nóng hơn bình thường rất là nhiều. Mỗi năm là không có như vậy đâu. Năm nay là nó hình như nó hạn El Nino hay sao á, quá nóng luôn, chịu không nổi, nhu cầu rất là cao. Cứ thấy váy là tấp vô, thấy váy chống nắng, bộ chống nắng là tấp vô, cháy hàng á. Cháy hàng mà còn tăng giá. Trời nắng nóng quá, đa phần là họ đã trang bị từ ở nhà rồi. Có khi là họ muốn thay đổi mẫu mới á, thì họ mới tấp vô, hoặc là họ đi họ quên á, họ quên váy, quên bộ á, chống nắng á, thì họ tấp vô. Nhưng mà đa phần thì bán găng tay, khẩu trang này nhiều. Váy hoặc là bộ chống nắng cái nào, đôi lúc nó rơi vào cái mặt hàng nào bán chạy á, thì mình nhập không kịp rồi cũng hết vải, hết hàng. Thì coi như mình chịu, mình phải giới thiệu khách mẫu mới. Một số chủ cửa hàng kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các sản phẩm đồ chống nắng có độ bền cao. Vì vậy, để kích cầu mua sắm, các cửa hàng cũng đặt xưởng may nhiều mẫu váy áo thời trang trẻ trung hơn để đáp ứng nhu cầu mọi người. Những mẫu mới ra sẽ có giá nhỉnh hơn mẫu cũ, giá tiền cũng phụ thuộc vào chất liệu vải. Hàng váy áo chống nắng thời trang có giá từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng tùy mẫu mã. Có những mẫu suông nè, mẫu xẻ nè, xẻ là tách chân ra đó, rồi mẫu xòe nè, xòe là giống như là xòe như cái đầm vậy đó, cho dễ mặc, dễ ngồi xe. Nói chung theo thị trường người ta sao thì mình vậy. Có những cái mẫu đuôi cá nữa, nhưng mà đuôi cá thì có vẻ bán chậm hơn những mẫu kia, tại mẫu đuôi cá kén khách mua lắm. Tùy theo chất vải mà nó có cái giá thành của nó, 100, 120, 150, 180, 200 mấy cũng có. Ngoài thị trường nó có nhiều giá cả, nhiều chủng loại là vậy đó, là do những cái loại vải khác nhau thì nó sẽ cho ra những cái giá thành khác nhau. Mình ghé quầy để mua bao tay với lại váy chống nắng, bởi vì mấy cái đồ của mình nó cũ, với lại mình thấy chất vải của nó khá là mỏng, nó không chịu được cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Mình mới vừa mua cái bao tay khoảng giá là 60.000 với lại cái váy chống nắng khoảng 200.000. Theo mình thì với cái mức giá này khá là hợp lý, tại vì cái chất vải mà mình mua thì nó rất là ổn và tốt, nó có thể giúp mình chống được những cái tác hại của ánh nắng thì chiếu trực tiếp vào da, và nó giúp mình mang thoải mái và không có bị quá là bực bội hay là nóng bức khi mà ra ngoài. Mình mua váy chống nắng, thực ra thì mình đã có váy chống nắng rồi, nhưng mà với thời tiết này á, thì mình không thể xài một cái hoài được, mình thay đổi, mình để hờ trong cốp, hoặc là ai đó có cần thì mình cho mượn. Khẩu trang, váy chống nắng, áo khoác á, thì giúp cho mình chống tiêu UV, chống nắng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng nắng nóng khô hạn ở khu vực Nam Bộ bắt đầu thu hẹp và giảm dần cường độ. Tuy nhiên, người dân cần hạn chế đi ra nắng khi không cần thiết, tránh tiếp xúc trực tiếp với nắng trong khung giờ tia UV hoạt động cực đỉnh từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Đặc biệt, người dân nên che chắn, sử dụng kem chống nắng khi ra đường để bảo vệ làn da trước tác động của nắng nóng.